Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Văn, thích đi du lịch, trải nghiệm và khám phá đây. Sáng nay bọn mình sẽ đi khám phá vòng vòng Nha Trang cho mọi người tham quan nha. Không biết là mọi người có thấy rõ sau lưng Văn không ha? Hiện tại thì có rất là nhiều người đang ở dưới biển, đang tắm mọi người. Mình sẽ đi xuống dưới và tắm biển nha, rồi xuống dưới quay review cho mọi người được chi tiết hơn nha. Ok. Bãi biển rất là đông buổi sáng mọi người ơi. Túi này mình mua trong đợt camping vừa rồi mọi người. Thế nữa lấy ra làm phao luôn. Không biết là nó có bị thấm nước hay không nữa. Nhưng mà phải thử mới biết được. Tắm biển xong cái dòng chân càng uống nước muối hơi nhiều. Nay đi biển, đi bơi mà không có đem kiếng bơi. Trời ơi, nước biển nó vô mắt cay lè luôn mọi người ơi. Giờ chắc mắt Văn nó đỏ lè luôn rồi. Hôm nay trời nó hơi âm u xíu cho nên tắm biển cũng khá là mát mẻ chứ không có oi bức lắm. Theo nhận định của mình thì bãi biển ở Nha Trang khá là sạch sẽ và đa số mọi người tắm thì cũng kiểu sao ta, thích kiểu ngâm mình dưới biển hơn á. Tại vì bãi biển Nha Trang không có sóng mọi người, cho nên là nếu mà ai thích sóng biển á thì nó sẽ không phù hợp. Cái ghế ở sau lưng Văn nha, là người ta cho thuê nha, cho miễn phí. Nó có ràng cái phao lại thì mọi người tắm trong khu vực đó thì nó an toàn. Nhưng mà để ý ở dưới đáy biển hay có mấy con nhum á, cho nên là mọi người có bơi chịu khó chứ xíu cẩn thận. Đó là một vài lưu ý của Văn thôi. Biển ở Nha Trang khá là trong, mọi người có thể nhìn thấy đáy luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua đường trở về khách sạn tắm rửa rồi đi review tiếp cho mọi người nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Văn đang có mặt tại đường Cù Lao Chung ở thành phố Nha Trang mọi người. Ở sau lưng mình là đền Băng Đa Quát, một ngôi đền nổi tiếng ở tại Nha Trang ha. Đó, lượng khách du lịch đang đi vào rất là đông, thì lát nữa mình sẽ đi vào đó tham quan sau. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn nem nướng trước. Chị sẽ trình bày trong cái mẹt. Rau ở đây cho rất là nhiều mọi người. Nem này là mình có trong phần luôn hay là mình kêu thêm vậy chị? 25.000. Dạ, 25.000 một cái hay là một dây luôn? Dạ, 5.000 một cái. Còn cái này là chả hả chị? Đúng rồi, chả đó 2 lạng. Nó dạ. Như cái này vậy. Dạ. Này là mắm đậu. Phần như vậy luôn hay là chị gom 4 phần lại? 2 phần nha em. Dạ, 2 phần. Là 2 phần. Dạ. Chị gom lại cho dễ bưng đúng không? Tổng cộng là mấy phần? Hai phần, một phần nữa giống vậy đi. Dạ, để mẹ chị. Cái này cái dĩa hả chị? Dĩa. Nhìn sơ em tưởng cái mẹt tre đang tre không? Dĩa mẹt. Dạ. Cái kia thì nó để lâu nó bị ố, nó đen đen, khó vệ sinh lắm. Dạ. Dạ, đúng rồi. Nó màu dơ lắm. Còn tô này là mình bán bún hả chị? Bún thịt nướng, bún mắm nêm. À, bún thịt nướng, bún mắm nêm. Chị tên gì ạ?
Dạ. Của bà Bảy, bà Bảy chưa ra. À dạ, bình thường là bà Bảy bán. Ờ, bà Bảy hả, bà mấy triệu. Dạ. 70 tuổi rồi. Ờ, dạ. Ra từ sớm á. Dạ. Đang làm sẵn rồi quậy. Dạ. Thành phẩm nè mọi người. Đây là phần nem nướng ha. Có mắm kìa, là múc nó mắm nem. Đó. Nhìn sơ thì nó có khá là dai dai sực sực. Đây là phần bánh tráng đã được chiên sơ ra. Sẽ có một số loại giống như là tía tô, rau diếp cá. Nước chấm thì chúng ta sẽ có mắm đậu và mắm nêm. Ở trong đây sẽ có cà pháo. Cái mùi mắm nó sẽ đặc trưng hơn. Ngon lắm. Với lại hương vị ở trong đây cho tỏ rất là nhiều mọi người, cho nên là rất là đậm luôn. Đây, một phần như vậy là sẽ cho hai người ăn ha. Và một số loại gia vị giống như ớt nè, tỏi nè, mọi người muốn ăn cay hơn thì có thể nêm nếm ha. Trái ớt ở đây ha. Nồng và thơm mùi ớt, tinh dầu ớt cực kỳ luôn. Đó, anh sẽ để ở giữa để Văn với ba Văn có thể chấm. Con đập nguyên trái vô đây rồi. Thì cuốn của Văn đây. Giờ chấm đậm nha. Trước khi cắn cái cuốn ở đây, Văn cảm nhận rất là rõ cái mùi tỏi cộng với cái mùi ớt rất là nồng luôn. Mà ớt ngọt mọi người. Cái tỏi ngọt với tỏi luôn. Cái nem á, nướng chín chín nó hơi khét khét vừa tới thôi, nó vẫn còn bị dẻo. Cái lớp bánh tráng chiên á thì ăn rất là giòn, cảm giác giống như là mình ăn snack vậy á. Rau ở đây thì cho rất là nhiều và tươi luôn nha. Mọi người có thể nghe cái tiếng rập 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 ở trong miệng Văn, đó là tiếng bánh tráng mọi người. Em rất là dẻo. Rất là dẻo và thơm luôn. Văn có mua thêm một cho thêm một ly dừa tắc nữa để uống nè. Giải khát trong những mùa hè nóng nắng như thế này. Thì mình phải dẻo. Bỏ lên xe, khó quá. Rất ngon rồi ha. Dính. Khó khăn là đông quá mọi người ơi. Ô, hôm nay là thứ bảy nhưng mà cực kỳ đông luôn. Quá trời đoàn khách du lịch đi vô tham quan ngôi đền luôn. Cho em 4 vé à? 4 vé 120. Dạ. Cho em gửi. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Văn đang có mặt tại khu đền Băng Nô Ga ở thành phố biển Nha Trang mọi người. Ở trong khu vực này thì đang có rất là đông lượng khách du lịch đến tham quan luôn. Và ở đây không có cho bay livestream mọi người ơi, cho nên là Văn sẽ quay sơ sơ. Bây giờ bằng góc của quay của GoPro thôi cho mọi người hình dung ha. Mọi người muốn tìm hiểu kỹ hơn thì có thể tới đây tham quan ha. Đây là sơ đồ của ngôi đền ha. Có hai bên lên và xuống bên đây. Có 4 ngọn tháp chủ yếu là tháp Đông Nam, tháp Nam và tháp chính là tháp to nhất. Bonaga là một trong những tháp của người Chăm Ba, cao khoảng 10-12 mét so với mực nước biển. Đây là một trong những địa điểm tham quan di tích khá là nổi tiếng ở Nha Trang mà mọi người nên đi ghé thăm ha. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi lên gối thang trên kia để tham quan. Văn lên khu vực ở phía bên trên rồi mọi người. Thì như cái sơ đồ tháp hồi nãy ha. Đây là tháp Nam nha mọi người. Còn đây là tháp chính nè.
Tháp 9 Bonaga. Nhìn nó giống như một cái pháo đài cổ kính vậy đó mọi người. Mọi người để ý kỹ thì ở đây nó sẽ có kiểu cái ngôi đền của nó thì nó sẽ sắp xếp giống như là từng viên gạch nó xếp lên nhau vậy, và không hề có chất keo kết dính gì ở giữa từng viên gạch luôn, là từng viên nó sẽ chồng lên như thế này nè. Con anh ơi, nhìn rất là hoành tráng nha. Đây đang có một cái ngôi lễ, một cái lễ của người Chăm người ta đang thực hiện ở đây nè mọi người. Ở bên đây đang mở nhạc nè. Nó vừa đủ bằng để đội lên cái đưa lên đầu luôn ha. Tiết hiện tại nắng quá mọi người, nắng bể đầu luôn. Văn vừa mới đi tham quan một buổi trình diễn nghệ thuật của người Chăm xong. Cảm giác về khi về đi tìm hiểu cái văn hóa nghệ thuật của một số dân tộc ở Việt Nam cũng khá là thú vị mọi người. Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi nhẹ nhàng tại tháp bà Bonagas, cả nhà mình quyết định lên đường đi tham quan đường bờ biển tại Nha Trang. Mình sẽ đi hướng về con đèo Lương Sơn, một con đèo không quá gắt nằm ở phía bắc của Nha Trang. Mặc dù hiện tại đang là giữa trưa và thời tiết khá là nắng nóng, nhưng mình vẫn muốn ra đây trải nghiệm và thực sự không gian ở đây rất là tuyệt vời. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Văn đang ở bãi tắm Cô Tiên. Mọi người có thể đi từ khu vực trung tâm Nha Trang tới đây khoảng 2 cây số ha, rất là gần luôn đó. Mọi người thấy biển sau lưng Văn nè, đẹp vô cùng luôn, nước biển xanh và chỗ này thoáng lắm mọi người, nhìn quang cảnh quang cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi. Đèo Lương Sơn là địa điểm du lịch Nha Trang cực kỳ nổi tiếng. Cung đường đèo này nối liền đường Trần Phú và Ninh Hòa. Vẻ đẹp của đèo Lương Sơn là sự kết hợp hoài hòa giữa biển và núi. Chinh phục cung đường đèo này chính là thử thách đầy kích thích dành cho các tín đồ thích xê dịch. Đèo Lương Sơn là cung đường biển đầy ấp ánh nắng khiến cho du khách khi đặt chân đến đây bỗng nhiên muốn ôm trọn hết đất trời và khoảng biển rộng mênh mông. Nhắc đến Lương Sơn không thể nào không nhắc tới bãi Tiên hay là bãi Cô Tiên, chắc chắn sẽ là một địa điểm du lịch không thể bỏ qua. Là một địa điểm còn mới và chưa được khai thác du lịch quá nhiều, vẻ đẹp của bãi Tiên vẫn còn giữ được nét hoang sơ và tự nhiên. Có rất nhiều góc ảnh đẹp để các bạn có thể chụp hình từ những bãi đá trải dài, những góc view biển trong xanh hay là những hàng cây nối dài, chắc chắn sẽ làm cho bạn có những bức ảnh vô cùng là thú vị luôn. Đi tiếp một đoạn nữa, Văn sẽ giới thiệu cho mọi người một địa điểm check-in mới nổi gần đây, đó chính là Hang Heo. Hang Heo là một bãi đá tự nhiên ở trên biển, có cả cây cũng như là làn nước trong xanh, khung cảnh kết hợp vừa hữu tình lại vừa mát mẻ. Đây sẽ là một địa điểm được nhiều bạn ưa thích khám phá tìm đến. Kể cả bạn có đi cùng gia đình thì đây cũng sẽ là một địa điểm rất là phù hợp đối với nhiều lứa tuổi. Nhưng hãy nhớ cẩn thận vì ở đây có khá là nhiều đá và trơn trượt đó nha. Hơn nữa, gần đây cũng có một cảng cá có địa thế tuyệt đẹp mà ít khách du lịch biết tới, đó chính là cảng cá Vĩnh Lương.
Cảng cá Vĩnh Lương là nơi tập trung của rất là nhiều tàu thuyền ra vào của các tỉnh Phú Yên và Bình Định. Các loại hải sản chính ở đây thường là cá hố, cá nục gai, cá đuối, tôm tích, tôm sú và ghẹ. Đến đây vlog của Văn cũng đã kết thúc rồi. Trong chuyến hành trình kỳ sau thì mình sẽ cùng nhau thưởng thức hải sản cực kỳ ngon ở Nha Trang, ngắm nhìn đường bờ biển và trải nghiệm ăn nho tại vườn tại Ninh Thuận nha. Mình là Văn, thích đi du lịch, trải nghiệm và khám phá ở đây. Nếu mà các bạn thấy video này hay, hãy nhấn like, share và subscribe. Bật nút đăng ký kênh để đón chờ thêm nhiều vlog mới nhất của Văn nha. Chúc mọi người một ngày thật đẹp nha.